Quang Hà hết giá cát xê hết đám cưới, đại gia Thái Bình vẫn mạnh tay chi 500 triệu. Từ khi vào nghề, Quang Hà đã tuyên bố không hát sân khấu đám cưới sinh nhật, nhưng vị đại gia này đã khiến nam ca sĩ phá lệ. Chiều 4 tháng 3, chương trình 60 phút rực rỡ có buổi ra mắt báo giới tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là game show giải trí mới trên sóng VTV9, tái hiện những giây phút rực rỡ thăng hoa nhất trong sự nghiệp ca hát của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Thảo, Phương Thanh, Nguyên Vũ, Quang Hà. Cùng với sự nổi tiếng và danh vọng trong suốt chặng đường 20-30 năm ca hát, nhiều ca sĩ luôn phải đối mặt với những scandal thị phi về sự nghiệp cũng như đời tư. Trong chương trình 60 phút rực rỡ, tất cả những ồn ào bủa ve trong suốt thời gian dài này sẽ được chính những người trong cuộc giải mã. Phương Thanh, Thanh Thảo, Nguyên Vũ, Quang Hà sẽ lần đầu lên tiếng về những tin đồn sai sự thật. Ngoài ra, họ sẽ thú nhận chân thật nhất về chuyện tình yêu, cách dê khủng và cả vấn đề nhạy cảm về giới tính. Tại buổi ra mắt, ca sĩ Quang Hà tiết lộ cách dê cao nhất anh từng nhận được là 500 triệu đồng khi nhận lời hát cho đám cưới của một cặp vợ chồng đại gia Thái Bình. Nam ca sĩ bộc bạch, từ khi cầm mic, anh đã tuyên bố sẽ không hát đám cưới, đám hỏi và sinh nhật, trừ khi góp vui trong tiệc của người thân. Khi được mời, quản lý của tôi nói bừa, hô cách dê cao để cho họ từ chối. Tuy nhiên không ngờ họ lại tìm đến tận sân khấu tôi hát để mời. Lúc này cá đã nằm trên thớt rồi nên tôi chém đẹp luôn, anh kể. Để nhận lời hát trong bữa tiệc của gia đình vị đại gia này, Quang Hà và quản lý phải bay ra Hà Nội 2 ngày trước đêm diễn để gặp mặt và ký hợp đồng. Theo Quang Hà, đây là một đám cưới hoành tráng gây xôn xao thành phố Thái Bình. Trong hợp đồng, Quang Hà được yêu cầu hát 10 bài, nhưng vì sự hiếu khách và tình cảm nồng nhiệt của mọi người, nam ca sĩ đã hát khoảng 20 bài. Những bản hit quen thuộc như Ngỡ Trăm Năm Không Quên, Hối Hận Muộn Màng, Em Muốn Anh Sống Sao, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây được Quang Hà thể hiện hết mình. Sau buổi diễn, ngoài cát xê 450 triệu đồng, vợ chồng đại gia Thái Bình còn tặng thêm cho Quang Hà 2.000 đô. Trong chương trình, Quang Hà thẳng thắn cho biết anh không hề chê tiền. Việc từng nhận cát xê khủng trong sự nghiệp ca hát với anh là một niềm vui và động lực lớn để tiếp tục phấn đấu với nghề. Biết đâu tương lai tôi sẽ bắt được con cá to hơn, Quang Hà hài hước. Trước đây, Quang Hà từng gây sốc dư luận khi chia sẻ đang sở hữu 13 căn nhà thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chính vì quá nhiều nhà nên bản thân là ca sĩ Lệ Quyên hay chọc Quang Hà là ca sĩ sưu tầm sổ đỏ. Về điều này, Quang Hà cho hay anh có được khối tài sản này nhờ vào tích lũy tự thân sau 18 năm ca hát chăm chỉ. Đó là công sức tôi bỏ ra sau từng ấy năm đi hát. Mỗi đêm nhạc riêng ở phòng trà, tôi hát trên dưới 30 ca khúc, hát đến long cổ họng. Nói như thế để thấy rằng công sức mình bỏ ra không hề đơn giản, nam ca sĩ bộc bạch. Thời mới vào nghề, Quang Hà từng hát 30-40 ca khúc một đêm. Cách xê khi đó anh nhận được khoảng 50.000 đồng một đêm. Bây giờ tôi hát một đêm ở địa điểm nhỏ thôi thì khoảng 60-70 triệu đồng. Còn ở chương trình quy mô lớn thì cách xê khoảng 100 triệu đồng. Nam ca sĩ gốc Hà Nội tiết lộ, tuy nhiên theo anh, mức thù lao của mình vẫn khiêm tốn so với các ca sĩ trẻ hiện tại, khi họ có thể nhận từ 150 triệu đến 200 triệu đồng một show diễn. Hennie mua quà khủng tặng mẹ dịp 8 tháng 3, xúc động khi biết ý nghĩa đằng sau. Chuẩn bị đến ngày lễ dành cho người phụ nữ, Hennie cũng đã nhanh chóng lên kế hoạch tặng quà cho đấng xưng thành của mình. Khi kinh tế phần nào ổn định, Hennie bắt đầu tặng cho mẹ những điều mà trước đây bà đã hy sinh cho tương lai của con. Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 là ngày mà mọi người đều thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ một nửa thế giới. Đây cũng là dịp để tất cả thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý. Không chỉ có các sao Việt khoe quà mà nhiều nghệ sĩ từ sớm đã lên kế hoạch dành tặng những điều bất ngờ cho người thân của họ. Mới đây nhất trên trang Instagram, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017 Hennie đã khoe hình ảnh hai sợi dây chuyền vàng cực hoành tráng. Được biết, đây là những món nữ trang đang trong tầm ngắm quà tặng của cô cho mẹ vào ngày lễ sắp tới. Cụ thể, người đẹp gốc Đắk Lắk chia sẻ, mẹ Hen từng lấy dây chuyền trên cổ đem bán để con có tiền vào Sài Gòn học. 8 tháng 3 suy nghĩ quà tặng mẹ và con gái thấy cái này hợp lý nhất, yêu mẹ. Có lẽ khoảnh khắc mẹ đem bán món trang sức quý giá để Hennie có đủ hành trang và một mảnh đất vùng hoa học tập đã ăn sâu vào tâm trí người đẹp. Việc tặng đúng món quà mà mẹ từng bán đi như thế này như cách để cô đền đáp lại những điều mà đấng sinh thành đã hy sinh cho mình. Đồng thời, sợi dây chuyền vàng này e rằng cũng là món quà giá trị nhất mà cô tặng phụ huynh. Bởi lẽ sau đăng quang, cô dùng hết số tiền thưởng mình nhận được để thực hiện các dự án từ thiện giúp đỡ buôn làng, xây nhà cho cậu. Dù Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã đạt được những thành tích hoạt động đáng kể trong thời gian qua,
nhưng khán giả vẫn thấy được một cô gái người dân tộc bình dị như ngày nào, đến mức hiếm có mỹ nhân nào ít chú trọng đến hình ảnh vẻ ngoài như Hennie. Hennie không chỉ gây thiện cảm với người hâm mộ trong nước, mà còn có lượng fan hùng hậu ở nước ngoài nhờ vào sự giản dị chân thật. Hy vọng mẹ của người đẹp sẽ cảm thấy vui và bất ngờ khi con gái dành cho mình trong ngày lễ 8 tháng 3 sắp tới đây. Phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần khắp người, Lê Giang xanh mặt trên sân khấu, người chị toàn đồ giả, sợi rơi rớt tùm lum. Khi được yêu cầu thử đu dây, nữ nghệ sĩ chia sẻ chị sợ lắm vì người chị toàn đồ giả không à, sợ rơi rớt tùm lum. Lê Giang là một nữ nghệ sĩ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhất showbiz Việt. Cô từng phát ngôn rằng, cứ gặp điều xui xẻo tôi lại muốn sửa mặt. Nữ nghệ sĩ 47 tuổi cũng cho biết đã dao kéo khắp cả người. Nữ nghệ sĩ U50 Lê Giang nghiện phẫu thuật thẩm mỹ bậc nhất showbiz Việt. Mới đây, tại một chương trình trên truyền hình Vĩnh Long mang tên Kẻ Thách Thức, khi một nữ thí sinh diễn tiết mục đu vòng trên không, tiết lộ đã giảm 4kg. Do tập luyện, Đại Nghĩa liền nghĩ ngay đến cân nặng của đàn chị Lê Giang. Nam MC khuyên Lê Giang học siết ngay để có thân hình thon gọn. Trước sự quan tâm của đàn em, nữ nghệ sĩ tiết lộ sức khỏe của mình chỉ tập được yoga chứ không thể học siết. Đáp lại, Đại Nghĩa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Chị mà cũng yoga chị, em thấy chị vô thẩm mỹ viện nhiều hơn đó. Không phản đối, Lê Giang tiếp lời. Đi tập bây giờ cực lắm, tập thời gian mà xuống lâu lắm. Để vô trong máy, nó hút rẹt rẹt một cái đi ra đẹp liền. Bởi vậy bác sĩ kêu chị hoài, cứ mập là vô đây. Từ chối tập siết giảm cân, nhưng Lê Giang vẫn quyết định thử đu vòng ngay sau đó. Với sự giúp đỡ từ nam diễn viên siết Thanh Hiền, nữ giám khảo duy nhất hoàn thành phần thi tài. Tuy nhiên vừa đặt chân xuống đất, Lê Giang liền chia sẻ suy nghĩ với Đại Nghĩa. Chị sợ lắm cân biết sao không? Với người chị toàn đồ giả không à, sợ rơi rớt tùm lum. Nữ diễn viên khẳng định đó là sự thật. Ngay từ đầu chương trình cô đã nói, thách thức của Lê Giang là thách các bác sĩ, dám không sửa Lê Giang không? Tuy nhiên giờ nhận được rất nhiều lời mời của các thẩm mỹ viện, nhưng cô đều phải từ chối. Vì để còn thời gian đi quay và không thể sửa liên tục được. Mặt xưng chào bá sao đi quay được, nhưng nói nhỏ thôi. Vừa đi sửa hôm qua đó, cô tâm sự hài hước. Lê Giang xuất hiện bên diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Riêng anh chàng diễn viên hài tâm sự ngày xưa bị chê xấu, phải cãi cha cãi mẹ để đi thi sân khấu. Ngoài sự chú ý về các khách mời, chương trình tối qua còn làm khán giả nghẹn ngào. Khi thí sinh Tấn Lộc môn thăng bằng trên cao giành được chiếc vé vào vòng chung kết, sự xuất hiện đầy xúc động những giọt nước mắt từ người mẹ thứ hai của cậu bé mồ côi làm ai nấy rưng rưng. Trước tin đồn chuyển giới, Long Nhật từng cưới vợ Hoa Khôi, chấp nhận chồng mang hai giới tính. Không chỉ xinh đẹp hiền thục, vợ Long Nhật còn là một người phụ nữ luôn bao dung và lo nghĩ cho chồng. Những ngày gần đây, làng giải trí được dịp xôn xao bởi tin đồn Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52. Sự việc bắt đầu từ một dòng trạng thái trên trang cá nhân của nam ca sĩ. Khi anh chia sẻ loạt ảnh đến một trung tâm thẩm mỹ ấp mở, lột xác điều gì đến phải đến. Những hình ảnh này thu hút sự chú ý đông đảo khán giả, ngay cả nhiều nghệ sĩ cũng thắc mắc phải chăng Long Nhật đã âm thầm đi chuyển đổi giới tính. Những hình ảnh làm dấy lên tin đồn nam ca sĩ 52 tuổi phẫu thuật chuyển giới. Ở tuổi U60, Long Nhật tiếp tục khiến dư luận bán tín bán nghi sau khi lộ loạt ảnh nam ca sĩ đến một bệnh viện thẩm mỹ. Dù vướng nhiều tin đồn về giới tính, nhưng Long Nhật đã kết hôn từ năm 1999 và có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp và 4 người con xinh xắn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt, bà xã của giọng ca gốc Huế là người phụ nữ, được nhiều nghệ sĩ trong giới vô cùng nể phục. Vợ Long Nhật là chị Vũ Thị Kim Ngân, sở hữu nhan sắc không quá lộng lẫy nhưng mặn mà, hiền dịu. Chị Kim Ngân còn gây ấn tượng với vóc dáng thon thả, đôi chân nụt nà dù đã qua mấy lần sinh nở. Không ngạc nhiên khi chị từng lọt top 10 cuộc thi Hoa Khôi Hải Phòng năm 1994. Mỗi lần xuất hiện bên chồng, bà xã Long Nhật luôn thu hút sự chú ý của báo giới và người hâm mộ. Xuất thân trong một gia đình khá giả ở Đức Cảng, nhưng khi về làm vợ Long Nhật, chị Kim Ngân luôn tảo tần chịu khó toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. 20 năm chung sống, chị là người phụ nữ đứng sau lưng Long Nhật, âm thầm chịu đựng mọi thị phi về chồng mình. Mỗi lần trả lời phỏng vấn về Long Nhật, chị Kim Ngân luôn ca ngợi và dành toàn lời tốt đẹp cho ông xã. Không hiểu anh ấy ra ngoài đã làm những gì mà khiến người ta nói như vậy. Nhưng về nhà anh ấy rất hiếu thuận với bố mẹ, tôn trọng và yêu thương vợ, chiều chuộng các con. Đi đâu cũng muốn đưa vợ đi cùng. Nếu tôi không đi thì nhất định anh ấy sẽ gọi điện về xem mẹ con muốn ăn gì để mua. Ngồi muộn với bạn bè cũng gọi về nói trước. Bố mẹ tôi cũng rất thương và chiều anh ấy. Chính vì vậy mà có thể nói là bao nhiêu bực tức của tôi đều bị xua tan khi nhìn thấy anh ấy trở về nhà.
Khi được hỏi liệu cô chấp nhận khi chồng là người đàn ông mang hai giới tính, chị thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, nêu rõ quan điểm có thể hy sinh tất cả vì gia đình và các con. Cho dù như vậy tôi cũng sẽ chấp nhận, không phải vì anh ấy khiến tôi yêu mù quáng, mà một phần vì hai con của tôi, các cháu rất bên bố. Bố đi vắng thì chỉ có ông bà thôi, nhưng khi bố trở về thì cả thế gian này chỉ duy nhất là bố. Tôi không bao giờ muốn các cháu bị chia cắt hay bị thiếu bố hoặc mẹ, nên tôi chấp nhận tất cả. Bố mẹ tôi cũng rất yêu quý con rể. Ông bà vẫn giữ lối suy nghĩ cổ xưa truyền thống. Dù chồng con thế nào, con cũng hãy nhìn vào hai con mà sống. Nó ra ngoài thì mặc nó, miễn là nó trở về yêu thương vợ con. Bao giờ nó hết nổi tiếng, hết chạy theo nghiệp cầm ca thì nó sẽ hết tai tiếng thôi. Bản thân Long Nhật cũng nhiều lần ca ngợi người vợ tào khang của mình và công khai dành lời cảm ơn chị đã luôn ở bên mình.